bạn này có thể có những cái thói quen đọc sách. Ở đó nó có đầy đủ những cái yếu tố để giúp cho các bạn có thể được học hỏi, được sống rất là nhiều những cuộc sống khác, và đồng thời các bạn cũng có thể có được những cái cơ hội để được học từ những cái cuốn sách, những cái câu chuyện của cuộc sống, rồi những cái thông điệp mà các tác giả muốn truyền qua về những trang sách. Xã hội hiện đại bây giờ khi mà công nghệ thông tin nó phát triển rất là mạnh thì trẻ con thường có rất là nhiều những cái sự hấp dẫn từ các trò chơi điện tử. Các bạn ý dường như là bỏ quên cái thói quen đọc sách. Vậy cho nên khi mà bất cứ một doanh nghiệp nào mà đã có những cái hoạt động, những cái dự án, những cái chương trình, những sự kiện mà nó có thể lan tỏa và kêu gọi những cái con người mà có tầm ảnh hưởng để truyền cảm hứng về văn hóa đọc, thì mình đều cho rằng đấy là những cái hoạt động nó thực sự là bổ ích và có ý nghĩa. Quan trọng nhất là nội dung của cuốn sách. Nó có thể qua tay rất là nhiều những em nhỏ khác, rất là nhiều những thế hệ đã đọc những cuốn sách đó rồi. Thậm chí trong những cuốn sách cũ đấy nó lại có những cái thông điệp sách này ai đã từng đọc, và cuốn sách đó đã giúp cho cái người đọc đó thay đổi cái gì trong cuộc sống. Thì thậm chí mình lại còn thấy là những cuốn sách cũ đôi khi nó lại có nhiều ý nghĩa, nhiều thông điệp hơn nữa. Thì ở cái sự kiện mà mình tham gia tặng sách ở Hải Dương á, có một bạn con trai khoảng 2 tuổi rưỡi thôi. Chắc chắn là các bạn không biết đọc rồi, bởi vì chỉ có 2-3 tuổi thì không biết đọc. Bạn ấy trèo lên ghế rất là gọn gàng, bạn ngồi xong rồi bạn cầm lại đúng cuốn sách đó, bạn nhìn thấy ngược, bạn lại còn quay ngược trở lại cho bạn ngồi, bạn ngay ngắn, bạn giờ từng trang sách bạn xem. Mình cho rằng đấy là một cái ý thức rất là tuyệt vời, mà một sự chủ động đến với sách. Nhìn sách như là một cái trò chơi với mình, thân thuộc với mình. Bố mẹ bạn ấy phải nói là rất là tuyệt vời, đã hình thành cho bạn được một thói quen, hoặc là đã tạo cho bạn được một cái môi trường mà cái cuốn sách nó không còn xa lạ. Sẽ trở nên giàu có hơn từ kiến thức đến cảm xúc và đến rất là nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Thậm chí có thể nói là mỗi một con người khi đọc nhiều cuốn sách sẽ được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Vậy chúng ta hãy yêu sách và hãy coi sách như là một người bạn thân.